sao? Vụ đó làm sao? Ừ, khoan đã, để tôi gặp nó đã, từ từ nha. Ừ, Khánh ơi, Khánh à, Khánh ơi, con có nhà không vậy Khánh? Dạ, con chào dì. Ủa giờ này dì kiếm con có chuyện gì không dì? Ờ, may quá, dì gặp con rồi. Ờ, chắc có lẽ là con chưa tìm được việc làm phải không con? Ừ, dạ. Dì đã tìm được việc làm cho con rồi đó. Ủa, thiệt hả dì? Ủa mà con làm việc gì vậy? Khi nào con đi làm được à? Ở gần đây có một cái quán ăn, à, con biết không, nó thiếu người làm, nên à, dì hỏi giùm cho con rồi. Ở đó lương khá lắm đó con, có tiền quê hồng của khách nữa. Mà con yên tâm đi, không có làm gì bậy bạ hết đó. Quán đó buôn bán những gì mà có nhiều tiền dữ vậy dì? Còn có tiền boe nữa hả? Thì dì thấy con tìm việc hoài không được, cho nên dì mới giúp con thôi. Con biết không, thời buổi này ở thành phố muốn tìm việc làm là khó lắm đó. Phải chi bạn của con á hả? Bạn của con mà dễ thương như con á hả, dì giới thiệu luôn, giúp cho hai đứa con đi làm luôn đó. Con mà làm công nhân đó hả là uổng lắm đó con. Cảm ơn dì, nhưng tôi có việc rồi. Con cảm ơn dì nhiều lắm. Thật sự con đang rất cần việc làm, nhưng mà con mới lên đây lạ nước lạ cái, với lại con chẳng quen biết ai hết. Dì cho con xin suy nghĩ vài bữa rồi con sẽ trả lời sau được không? Có gì đâu mà phải suy nghĩ không biết nữa. Dì với con á đã gặp nhau mấy lần rồi, con làm như là con xem như là mình chưa quen biết vậy đó. Làm sao mà con sống ở cái đất Sài Gòn này được? Thì dì coi con cũng như là con cháu của dì, dì giúp vậy thôi. Dạ con hiểu rồi, nhưng mà dù sao á, con cũng phải hỏi lại ý kiến của mấy chị. Từ khi con lên đây á, được các chị giúp đỡ nhiều, nên cũng coi họ giống như là chị gái của mình. Nhưng mà người ta đang cần gấp lắm, con phải trả lời liền nha. Nếu không á, thì có người khác nhào vô đó, con khỏi có việc làm. Dạ con. Thôi như vậy đi, bây giờ dì có công việc phải ra ngoài kia chút xíu, thì con cứ hỏi ý kiến của mấy bạn con đi, rồi con trả lời cho dì. Rồi một lát dì trở lại đây con trả lời cho dì biết. Dạ, nha. Dạ được rồi dì. Dạ nha. Dạ. Chào dì ạ. Ơi. Rồi, tôi nói đó rồi, rồi để lát nó trả lời cho mình biết. Chắc được chị mà. Chị Nụ, chị thấy làm sao? Em có nên đi làm chỗ đó không? Tôi không biết. Lớn rồi, tự giải quyết đi, đừng có chuyện gì cũng hỏi tôi hết chứ. Chào chị. À, bữa nay dẫn em nó tới đó hả? Dạ. Bữa giờ nghe nói gì trời quá trời quá đất mà không thấy luôn đó nha. Trời dạ. Ơi đẹp dễ sợ luôn á. Tôi thuyết phục mãi á nó mới chịu tới đây làm nghe chị. Ừ. Nó còn khờ lắm nha. Có gì mà nó không hiểu á chị chỉ nó nha. Chỗ chị em với nhau, nó là thân quen với chị phải không? Ừ. Thì tôi tận tình giúp đỡ được chưa? Ừ, cảm ơn chị trước nha. Ừ, cầm trước nhiêu đó đi, từ từ tính nha. Đưa trước cho nó đi. Thôi bây giờ con ở đây làm nha, dì về trước nha con. Dạ, chào dì. Về nha chị. Em ơi. Dạ. Chị nói em nghe nè, em có biết là mặt không? Dạ không. Ừ, không sao đâu. Qua đây qua đây, chị Trang điểm nhẹ cho em một lần. Nhớ lần sau là tự làm đó nghe không? Xích lại đây. Dạ. Để chị làm nè. Chắc là khó lắm phải không chị? Không, từ từ nó quen à. Xích lại đây cưng. Trời ơi, trời ơi, cái mặt nó này láng mịn dễ sợ luôn à. Làm tới đâu là đẹp tới đó à. Vậy mà còn biết gặp tôi sớm nữa. Gặp tôi là khỏe rồi thấy không? Mới làm chút xíu là đẹp ghê chưa. Trời đất ơi. Đâu đâu đâu, đâu bậm 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 lại coi. Bậm 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 lại. Ờ, để coi coi điều chưa. Trời đất ơi, công nhận nó đẹp quá đi. Giờ chị chút xíu nha. Chút dạ. Xíu.
Nè. Trời ơi, em ơi, chị phải nịnh em nha. Trời ơi, dễ thương quá trời luôn vậy hả? Chị nói em nghe, mặc cái đầm này vô là em đẹp hẳn ra đó. Em phải mặc cái này hả chị? Nè, nói nghe nè, chắc là em biết công việc ở đây rồi phải không? Dạ. Đã làm thì phải chấp nhận, chấp nhận thì phải làm cho đàng hoàng đó như hôm. Dạ, nhưng mà thật sự là em không biết mức độ công việc ở đây như thế nào nữa. Thôi đi thay đồ đi, từ từ chị chỉ cho. Từ từ nó sẽ quen mà, nghề dễ nghề. Thôi đi thay đồ đi. Dạ. Có gì đâu mà phải. Chỉ cần rót bia cho khách là được rồi. Mấy đứa vô lo tiếp khách nè. Gạo tới rồi tụi bay ơi. Đi. Em đi với chị luôn đi. Vô. Tụi em tới rồi nè. Chào mấy anh. Ngồi đây. Ngồi đi em. Ngồi đi em. Em vào đây. Dạ chào anh. Dạ. Lâu quá mới thấy mấy anh ghé quán tụi em nha. Bữa nay là phải chịu trừng phạt đó nha. Phải đó. Cứ vô tự nhiên đi. Mọi người tập trung nè. Tập trung. Xin giới thiệu với các anh, đây là Khánh. Một bông hoa hương đồng gió nội. Hôm nay vừa mới đến đó. Uống đi anh. Uống nha. Qua đồng lại đây ngồi với anh đi em. Há miệng ra em đút cho nè. Anh có vợ rồi, qua đây ngồi với anh nè. Qua đây. Anh có chăn quên đèn nha. Nè uống đi. Em ngồi vô đây đi em. Vô đi em. Dạ. Đúng là qua đồng nội có khác nha. Chưa đụng vào đã sợ rồi. Nhưng em có làm gì em đâu. Em bấm bài ca đi em. Ông đúng là có số hưởng đó nha. Nhưng mà nhớ chia anh em đấy đó. Ăn một mình không được không nha. Không vậy nha. Vô. Chào anh chủ. Sao mấy anh thấy có vui không? Thấy đào mới của quán nghe em không? Hết sảy chưa? Tất nhiên phải vui rồi. Quá đẹp, đẹp đi. Qua ngồi đi bà chủ. Đúng rồi. Nè, mấy anh cứ thoải mái đi. Mấy em ở đây hả? Sẽ hết lòng với mấy anh đó. Cưng. Con, lo tiếp khách đi con. Rót bia cho mấy anh. Vô đây đi em. Sao anh đâu? Uống danh ly đi em. Vô đi em, vô nè. Vô. Uống đi em. Vô. Đi đi em. Em mày. Vô. Vô em. Uống với anh đi mà. Uống đi em. 100% nha. Dạ em không biết uống. Uống hết nha. Anh uống đi. Em uống với anh nha. Thôi giờ mình hát đi. Để anh hát cho. Vô anh. Em uống đi chứ. Em đứng bên sông buồn, nhìn cuộc tình trôi qua và lòng người phôi pha. Trên hai đó môi hồng, nụ cười đã đi xa. Môi giọt nước gọi thầm tên em, nhưng trên cánh ly sầu ngày dài vẫn qua mau. Em vừa là uống màu còn ngày dài. Ê, đám khách lúc chiều chị mà sợ quá ha, nịnh có vài câu à được thưởng liền. Tại mày gặp được khách sợ chứ gã của tao keo thế mồ à. Chắc tại mày á hả? Định không khéo chứ gì. Thế nào mới là khéo? Tao đã cố tìm hết những lời ngọt ngào nhất để rót cho tay trả rồi. Chỉ có em Khánh nhà ta là được ưu ái nhất thôi. Anh nào cũng cố dành cho bằng được. Chị cứ chọc em hoài. Em đâu có biết làm gì đâu mà người ta ưu ái chứ. Bà Nguyệt bà không chỉ cho em phải làm sao hả? Mà chị thấy em ngu ngơ như vậy á, mấy chả lại càng khoái hơn nữa kìa. Giờ đang là mốt hương đồng gió nội mà. Càng quê á, càng được sủng ái, càng kiếm được nhiều tiền. Nhớ lúc trước á, tụi mình cũng giống như Khánh bây giờ mà. Cũng được ưu ái lắm chứ bộ. Ngày xưa á, thì còn là gái quê.
Bây giờ hả? Cả đám thành cái quỷ hết trơn rồi. Dạ thôi. Dạ em mời anh. Anh uống đi. Em uống với anh đi. Uống một mình anh buồn lắm. Dạ. Dạ em không biết uống. À, Hiền, con tiếp khách cho tận tình là tới bến luôn nha con. Ừ. Thôi. Thôi, uống đi. Vô đi anh. Vô. Nguyệt kêu xuống dưới có chuyện gì nói kìa. Chuyện gì vậy chị? Không biết, nhưng chắc bác Nguyệt muốn dặn dò lính mới cái gì đó. Đi xuống đi. Dạ, chị gọi em. Ngồi xuống đó đi. Dạ. Vậy là đã chính thức vô đây làm rồi phải không? Dạ. Từ bữa nay là phải gọi tôi bằng má đó nghe chưa? Ở đây đứa nào cũng gọi như vậy hết á. Dạ em. Dạ con biết rồi. Ủa mà má gọi con có gì không? Không biết hồi nãy con tiếp khách làm sao á, mà mấy ông khách xuống đây mắng vốn mắng quá trời luôn vậy đó. Mấy mới đụng vô người con có chút xíu à, mà con làm thấy ghê luôn vậy đó. Nói con uống chút bia mà con cũng ói lên nói xuống, làm cho ổng mất cả hứng. Dạ, tại vì con chưa có quen nên mới như vậy. Đã vô đây làm rồi á thì con phải coi khách hàng là thượng đế nghe không. Đàn ông mà con, họ đụng chạm mình có tí xíu à, có mất mát gì đâu. Phải ráng chiều họ. Có tiền á thì mới mong đổi đời được. Bộ con không muốn vậy hả? Dạ, nhưng con... Thôi. Mấy anh mới tới đó hả? Dạ. Bà chị sắp xếp phòng cho tụi này đi. Rồi con, mời khách lên phòng đi con. Đi đi, đi đi đi. Nè. Dạ, mời con. Anh nhớ lời má dặn nha. Cảm ơn chị. Dạ. Nha mấy anh. Bây giờ tôi đang rất là bận. Dạ lại cái chuyện phá thai là chuyện bình thường thôi. Biết bao nhiêu người làm được, tại sao em làm không được? Bà Lê ơi, có nhà không bà Lê? Ai đó? Lo liệu đi. Đừng làm phiền tới tôi nữa. Lẹ lên đi. Ủa? Dí ngủ, vô đây, vô đây, vô đây. Thôi, vô đây. Nói gì? Nói chuyện một câu là tôi đi liền hả? Đâu có rảnh đâu mà tám. Đã tới giờ điều đào đâu mà gấp dữ vậy không biết nữa. Gấp xong gấp. Trời đất ơi, cái chuyện mất đào. Mà đào đang ăn khách nữa, không gấp sao được. Ủa, mất đào hả? Con nào vậy? Con Khánh với ai? Hả? Mà bà có biết tại sao mấy bữa nay con Khánh không có tới chỗ tôi làm không? Từ cái bữa mà tôi dẫn nó qua bên bà, tôi có gặp nó đâu. Khó khăn lắm mới kiếm được con nhỏ đẹp như vậy á. Tức quá trời tức á, mấy ông khách á, ông nhắc nó hoài luôn vậy đó. Mê nó như là điếu đổ luôn vậy đó. Tôi nói thiệt với bà nha, tôi nhắc lại cho bà một lần nữa đó, không bao giờ tôi để sống với con nhỏ này đâu. Không có trốn khỏi được tôi đâu. Tôi biết cái chỗ ảo của nó, để tôi dắt bà qua bển con sao nha. Biết hả? Nha. Trời đất ơi, vô thay đồ lẹ rồi đi với tôi mau lên đi. Trời ơi, bà làm ơn bà giúp tôi, bà kêu nó đi làm lại đi. Nếu mà được á là tôi nhớ á, tôi không bao giờ quên ơn bà đâu. Bà làm ơn giúp tôi đi bà Lê, nhanh lên đi bà Lê. Nè, có đi có lại á mới toại lòng nhau nha. Ừ, biết mà. Còn phải nói, tôi á hả mà làm cọ dắt gái cho bà đó hả là mát tài lắm đó. Tôi đưa con nào hả là ăn khách con đó đó. Bà phải thưởng tôi á gấp 3 gấp 4 lần trong đó à nha.
Dạ, biết rồi mẹ. Mẹ làm ơn thay đồ cho mẹ, nói nhiều quá hà. Thôi, mau đợi chút xíu nha. Bực bội hả? Lâu lắc. Tới rồi hả? Có ai nhà không? Ủa? Con chào dì, con chào má. Chào con. Dạ, mời má mời dì vô nhà. Sao vậy con? Sao mấy bữa nay con không chịu đi làm? Mấy ông khách bữa hổm hả? Nhắc con quá trời luôn vậy đó. Dạ, tại vì con thấy công việc ở đó không hợp với con lắm nên... Ăn nhầm gì mấy cái chuyện nắm tay nắm chân đó con. Miễn là mình kiếm được nhiều tiền thôi. Con có nhan sắc mà con sợ gì con? Con chưa quen công việc cũng đúng thôi ha. Cái gì á cũng phải có thời gian ha. Con cứ đi làm lại đi con. Con thích đó thì làm, không thích thì má cũng đâu có ép. Nhưng mà má cũng có vài lời muốn nói với con. Ở đời mà con, mình mà có gìn giữ cho lắm á thì cuối cùng cũng không được gì hết á. Mình phải biết tận dụng thời cơ để kiếm tiền, để tạo cho mình một cuộc sống thoải mái chứ, đúng không? Đây nè, đây là tiền của ông khách hôm trước á. Ông ngồi với con, ông nhờ má chuyển lại cho con để dành ăn sáng á. Cầm đi con. Dạ, cầm thôi, đi. Dạ thôi má. Đâu có phải tiền của má đâu mà con ngại. Con cứ cầm đi, không cầm sao đâu mà. Cầm đi con. Không cầm đâu. Thôi má cất đi, má đừng làm vậy, con khó xử lắm. Má nói rồi, cứ cầm đi con. Đây nè, cầm đi mà. Dạ, con cứ việc xài đi. Đâu có phải tiền của má đâu mà con ngại. Con cầm đi. Dạ thôi, con không thôi có cầm mà. Đâu thôi mình về nghe. Về. Dạ. Cứ con xài cầm đi, có tiền xài thoải mái đi. Thôi má về, lúc nào cần con cứ ghé má nha. Lúc nào má cũng dành cho con cái chỗ đặc biệt hết á. Thôi má đi. Dạ. Thôi con giữ đi. Nhưng mà... Thôi mà giữ đi. Ủa, chị về rồi hả? Ủa, nồi chưa về hả em? Dạ. Chị Nụ về rồi kìa. Hai chị tắm nhanh đi rồi ăn cơm. Em nấu xong hết rồi. Tiền gì đây Khánh? Tiền này là của dì Lê với bà chủ quán bia. Lúc chiều ghé đưa cho em á. Mày thấy tao nói có sai không? Con Khánh làm sao chịu được cuộc sống cực khổ như tụi mình? Nó làm một ngày bằng mình làm cả tháng. Nghĩ sao được mà nghỉ? Không phải đâu chị. Em nói em nghỉ luôn rồi. Nhưng mà bà cứ đưa. Bà nói là đây là tiền của khách hôm bữa ngồi với em. Em... Ôi trời. Ở đời á, không ai cho không ai cái gì hết. Thật ra em khác hai chị nhiều lắm. Em không chịu được cực khổ, chị muốn ngồi mát ăn bát vàng thôi. Chị có vài đồng bạc mà đã muốn đánh đổi rồi. Chị thất vọng em quá. Chị à, em không có đâu mà. Khánh. Em đừng có để bụng chuyện vừa rồi. Nụ nó nói vậy chứ không có ý gì đâu. Chị Thơm, chuyện hồi chiều không phải như chị Nụ nói đâu. Chị có tin em không? Chị tin em mà. Chuyện gì á em cũng phải cẩn thận. Người Sài Gòn không có giống người dưới quê đâu. Mà em á thì thật thà quá. Em biết rồi. Cảm ơn chị đã tin em. Thôi em vô nhà ăn cơm đi rồi đi ngủ. Mai á lại bắt đầu một ngày mới nữa rồi. Biết đâu
em tìm được việc làm mới thì sao? Đi ha. Ừ. Dạ chào má. Ừ. Chào con. Má biết thế nào á, con cũng quay lại chỗ của má à. Đâu có chỗ nào mà công việc nhẹ nhàng nhàn rỗi mà lại lương cao như cái chỗ của má đúng không? Ừ, dạ thôi, con muốn nói chuyện với má một chút xíu rồi con đi luôn. Ủa? Vậy là sao? Dạ, con cảm ơn má rất là nhiều vì má đã ưu ái con. Nhưng mà con nghĩ là mình nên tìm công việc khác thì sẽ thích hợp hơn. Ở trời, đây không có hợp với con. Con gửi lại má số tiền mà hôm trước má đã đưa cho con. Trời ơi, sao vậy con? Con suy nghĩ kỹ chưa? Con theo mấy đứa đó làm công nhân, làm sao bằng ở đây với má? Ở đây được ăn ngon mặc đẹp, bổn sướng hơn hả? Dạ, con cũng biết vậy. Nhưng mà con không thích ứng được với công việc ở đây. Trời 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 trời. Dạ, chào má con về. Đồ điên, tiền mà chê hả mày? Mình ăn trước đi, đợi con Khánh làm gì? Nó về lúc nào thì ăn lúc đó. Thôi ráng thời nó chút xíu đi, mấy chị em ăn chung luôn cho vui. Ráng nha. À mà chỗ mày á có tuyển thêm người không? Nếu mà có tuyển á thì chỉ cho con Khánh với. Chỗ của tao chưa đến đợt tuyển. Chỗ tao đủ người hết rồi, đợi mai mốt đi, tao lên làm tổ trưởng á, tao sa thải đám con Mỹ rồi dắt nó vô làm. Mày cứ vậy không à? Nãy giờ hai người chưa ăn cơm hả? Ủa, anh Kha mới đi làm về hả? Ừ, anh mới về. Khánh chưa về hả em? Anh hỏi nó có chuyện gì không? Anh có nghe chuyện Khánh đi làm với mấy cô ở phòng kế bên, nhưng mà anh thấy mấy cô đó không được đàng hoàng lắm. Có vậy mà nó cũng đi kể nữa. Khánh mới từ dưới quê lên, tính cô ấy lại thật thà, cho nên anh chỉ sợ là cô ấy bị người ta gạt. Em cũng có khuyên, nhưng mà tội cho nó lắm. Nó xin việc ở đâu cũng không được, nên mới bị dụ vô đó làm á. Tụi em á cũng cố gắng giúp nó hết sức rồi đó chứ. Lúc chiều á anh có nghe thằng bạn của anh nói là chủ công ty nó cũng đang tuyển người. Hay là tụi em nói với Khánh á tới đó xem thử coi sao. Được vậy thì may quá. Còn Khánh nó mà biết chắc nó mừng lắm luôn á. Mà thôi, anh biết cái chỗ đó rồi, để ngày mai anh chở Khánh tới công ty đó luôn. Mình phải đi tới sớm, chứ thôi là người ta tuyển đủ người là mình thua luôn á. Em biết rồi, lát nó về á em sẽ kêu nó chuẩn bị. Cảm ơn em Kha nha. Em nhớ nói nghe. Dạ. Thôi hai chị em ăn cơm đi. Dạ. Anh đi về. Anh về. Dạ. Anh. Ừ, mình đi thôi em. Dạ. Em đi cho chị Thơm. Ơi, cố lên, mà phỏng vấn đang đợi em đó. Em mà không xin được việc á, khỏi cho em cơm luôn. Em đi nha. Thôi đi nghe. Dạ, anh đi. Trời ơi, ồn ào quá à, để yên cho người ta ngủ, tối còn đi làm nữa chứ. Anh đi nha. Đi anh. Bye bye. Bây giờ anh chở em tới gặp người bạn của anh. Có gì nó dẫn em vô, hôm qua nó hứa với anh rồi đó. Dạ em cảm ơn anh. Nếu như mà không có anh với lại không có mọi người, em cũng biết phải làm sao nữa. Có gì đâu, lúc mới lên đây anh cũng như em, phải khó khăn lắm mới xin được việc làm. Nhưng cũng may là anh có sức khỏe nên mới trụ được ở chỗ làm của anh bây giờ đó chứ.
Ủa vậy bộ chỗ của anh làm cực lắm hả? Bây giờ làm ở chỗ nào cũng vậy hết em ơi, kiếm tiền cực lắm. Đây là người còn muốn giới thiệu phải không? Dạ chào anh. Dạ. Cô có biết gì về trang trí gốm sứ chưa? Dạ em chỉ biết chút xíu à. Tôi đã nói tìm người có tay nghề, mà sao cậu còn đưa cổ tới đây nữa? Bộ cậu không hiểu ý tôi hả? Dạ. Dạ em hiểu mà. Nhưng mà bạn em rất thông minh anh à. Chỉ cần chỉ một lần là hiểu ngay mà. Anh hãy cho cô ấy một cơ hội đi. Đang lúc tập trung làm cho kịp đơn hàng, làm gì có ai đánh rỗi mà chỉ cô ta chứ. Thì anh cứ nhận cô ấy vào một bộ phận kỹ thuật nào đó, cho cô ấy vừa làm vừa học cũng được. Lương có thấp một chút xíu cũng không sao đâu anh, chỉ mấy ngày là cũng quen việc thôi à. Thôi được rồi, để xem cô ta thông minh như cậu nói không. Dạ em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Cậu đưa cô ta vào trong xem thử đi. Ừ, gắn sau vô một chút. Có chuyện gì vậy Mạnh? Dạ, dạ quản đốc bảo anh nhận cô này vào chuyện của anh đó. Nhân chỗ của tôi đủ người rồi mà. Ổng kêu anh cứ nhận rồi hướng dẫn cổ làm sao. Rồi sau giờ nghỉ trưa anh lên gặp ổng. Thôi được rồi, anh nói sao thì cứ làm vậy đi. Bây giờ em ở đây làm nghe Khánh. Anh phải qua bên kia làm việc dạ, tiếp. Dạ anh đi đi. Có gì không hiểu thì cứ hỏi anh, biết chưa? Dạ em biết rồi, cảm ơn anh. Nè cô, đây là cái mẫu tường hình. Cô coi họ tô màu như thế nào á thì cô tô như vậy. Dạ. Cô làm đi. Dạ. Bạn mới hả? Sao em thấy có mệt không? Dạ. Ừ. Làm bữa đầu thấy có vất vả lắm không? Dạ. Ban đầu làm chưa quen nên em còn nhiều sai sót lắm. Lúc mới vô tụi chị cũng vậy thôi, làm riết tụi quen hả? Dạ em sẽ cố gắng. Thôi ăn cơm đi. Chị ăn cơm. Ăn đi. Ăn nhiều vô nha. Thôi cơm đi. Khánh. Ủa anh. Dạ chào chị. Chào. Em ăn cơm xong rồi hả? Dạ. Sao có làm được không? Dạ em thấy cũng chưa quen lắm, nhưng mà làm vài bữa chắc đỡ hơn á. Ủa mà anh không nghỉ trưa hả? Ừ anh mới nghỉ xong. Em làm nhiều lần á em sẽ quen tay thôi. Dạ. Ráng làm đi rồi sẽ tiến bộ nhiều. Bạn gái không hả? Giấu kỹ nha. Vậy mà không nói, cứ để tôi thầm thương trộm nhớ hoài. Dẹp đi, làm sao anh thích mày được. Nếu có thích á, thì Mạnh thích tôi trước nè. Thôi thôi, cho tôi xin đi mấy bà, đừng có chọc nữa. Làm sao mà tha cho ông được. Tôi thích ông á, thì tôi nói là thích, có sao đâu. Hay là ông sợ người ta ghen chứ gì. Trời, thôi cho em xin, cho em xin. Đừng có hiểu lầm mà. Em với anh Mạnh chỉ là bạn bình thường nha. Thiệt không đó? Thiệt mà. Thôi em đi vô trước nghe. Dễ thương quá mà giấu ngoại. Hiền thiệt đó. Mọi người nghe đây. Hôm nay hàng làm lỗi nhiều quá. Khâu nào cũng vậy. Mọi người tập trung vào công việc không được hay sao? Mà để hàng hỏng như vậy, khách hàng phàn nàn rất là nhiều. Tất cả là phải tái chế lại. Tối nay tôi yêu cầu mọi người phải ở lại tăng ca, để làm sao cho xong đợt hàng này. Người nào không muốn làm thì đứng lên đi ra ngoài. Hàng mọi người làm ra lúc nào cũng phải tái chế, công việc ùn tắc như vậy là sao? Thử hỏi mọi người có trách nhiệm không? Vậy mà khi yêu cầu tăng ca thì lại có ý định thoái thác.
Ai không muốn làm thì cứ nghỉ. Công ty sẽ trả tiền cho những người lương thấp hơn nhưng năng suất nhiều hơn. Hiểu chưa? Làm việc tiếp đi. Vậy lần sau lúc nào cũng kiếm chuyện để tăng ca hết đó, đúng là quá đáng mà. Hàng làm như vậy mà còn lỗi gì nữa, đúng là muốn bóc lột người khác nên muốn nói kiểu gì cũng được hết. Bắt tăng ca mà không có chịu lên lương, làm như vậy một thời gian hả, tiền lương không đủ tiền mua thuốc. Họ có làm đâu mà họ biết mệt, suốt ngày cứ đi qua đi lại, mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó, nhìn cái mặt thấy phát ghét. Thì phải chịu chứ sao, họ trả lương cho mình mà. Thôi làm, thôi làm đi. Ủa chị Lan, sao chị lại đứng đây? Con Thắm không về chung với em hả? Dạ không, Thắm nói á là tối nay đi sinh nhật ai đó, cho nên em về một mình à. Chị biết nó đi với ai rồi. Thơm nè, em đi chung với con Thắm á, em có nghe nó kể về chuyện của nó với thằng Trung quen nhau không? Trời đất ơi, nó quen thằng Trung thiệt hả chị? Trời ơi, sao lại như vậy được? Thằng Trung với con Mai sống với nhau như là vợ chồng, cả xóm trọ này ai cũng biết hết mà. Thì vậy mới nói. Nhưng mà dù chị có khuyên á, con Thắm có thèm nghe đâu. Hèn gì, hôm trước á em có nghe Thắm nói là nó có người yêu, nhưng mà em không có ngờ là nó quen Trung. Bây giờ chị có nói gì nó cũng phớt lờ bỏ ngoài tai hết. Giờ chị chỉ biết nhờ em thôi à. Nó thân với em nhất, em ráng khuyên nó giùm chị nha. Dạ, để em thử nói chuyện với nó xem sao. Ủa, sao hai người đứng đây? Thì nói chuyện chơi thôi mà. Ở trong nhà nóng quá, chị ra đây cho mát. Thôi mấy tụi em về nghỉ nha, mai còn phải đi làm sớm nữa đó. Thơm, em ráng giúp chị nha. Dạ, chị cứ yên tâm. Trọng, ra đi chị gặp. Dạ dạ. Chị, vì chị quan trọng không mà coi chị hình sự quá vậy? Tôi thua cậu rồi nha Trọng. Cậu nhận người mới, sao không báo với tôi một tiếng? Em cũng định báo cho chị, nhưng... Tạm gác chuyện cậu vượt quyền tôi qua một bên đi. Nhưng tối nay á, tôi bắt đám công nhân tăng ca, cậu phải túc trực để giám sát. Lô hàng này á, đích thân ông Lưu kiểm tra. Em hiểu. Nên phải làm cho cẩn thận. Cậu phải xuống dưới đó đôn đốc để còn kịp giao hàng, hiểu chưa? Dạ được rồi, em xuống liền. Cậu cố gắng làm đi, xong việc tôi thưởng cho. Dạ. Chị nhớ nghe, hố cho nhiều rồi thất hướng thật nhiều. Nhận được tiền thưởng của chị hả, còn khó hơn là mò kim đáy biển nữa chứ. Tình hình làm ăn mỗi ngày mỗi khó, phải cạnh tranh dữ dội, kiếm được lợi nhuận đâu phải là dễ, đâu phải dễ dàng thưởng cho thiên hạ được. Em út mà gọi là thiên hạ, đúng là khi đụng tới đồng tiền chẳng có máu mủ rụt rà gì hết. Không ai như con Thắm hết. Bộ hết người để yêu rồi hay sao mà lại đi yêu thằng Trung? Nhìn á là biết không phải người đàng hoàng rồi. Lại thêm con vợ giữ như con cọp nữa. Có ngày hả, chạy mất tiêu luôn. Tao nhất định phải khuyên nó bỏ thằng Trung mới được.
Vụ này á, coi bộ còn khó hơn lên trời á. Chị ruột của nó, khuyên nó còn không được nữa. Nói chi là mày. Mà công nhận, tình yêu nó có sức mạnh dễ sợ. Bộ mày yêu rồi hay sao? Mà mày triết lý ghê vậy? Yêu đâu mà yêu. Thiệt không? Dạ, chào hai chị. Sao rồi em? Công việc của anh Kha giới thiệu cho em á, làm có ổn không? Tụi em làm chưa nhanh lắm, nhưng mà cũng bắt đầu quen việc rồi. Có điều mới ngày đầu đã bị bắt tăng ca rồi. Ôi, tưởng chuyện gì? Làm công nhân tăng ca là chuyện thường thôi. Em cũng biết vậy, nhưng mà em thấy có vẻ mọi người trong xưởng không có tán đồng lắm. Sao vậy em? Vì cái việc tăng ca này không được tính vô tiền lương, mà phải làm để sửa lại những sản phẩm đã bị lỗi. Đúng rồi, liên quan gì tới việc mọi người không tán đồng? Mọi người cho rằng sản phẩm của họ làm là không có bị lỗi, nhưng mà ban giám đốc cứ lấy cớ bắt họ sửa tới sửa lui. Tại ở nước mình á, không có tiêu chuẩn nào để làm tiêu chuẩn so sánh hết á, nên sản phẩm á, tự mỗi nơi quy định tiêu chuẩn cho chính mình. Do vậy, trên phương diện lỗi kỹ thuật á, họ có thể đổi trắng thành đen luôn đó em. Mà mình á, lại là người làm công, không có quyền khiếu nại gì hết đâu em. Cái gì mà nhìn dữ vậy? Chị chỉ nghe người bạn nói lại thôi à. Thì ra là vậy. Bởi vậy họ mới quy cho công nhân là làm hàng bị lỗi phải tái chế lại hết, rồi diễn lý do đó bắt tụi em tăng ca. Thì công nhân mà, phải chịu thôi. Mình đi làm ở đâu cũng vậy hết á. Mà dù vậy thì mình cũng phải làm. Chống đối là họ cho nghỉ việc liền luôn á. Dù sao thì em vẫn phải cố gắng làm. Đừng có làm mất mặt anh Kha và bạn của ảnh đó. Em sẽ cố gắng. Em nhất định sẽ không làm phụ lòng mọi người đâu. Em cố gắng làm đi. Đến cuối tháng là được lãnh lương đầu tiên rồi còn gì. Nếu như mà có lương á, em sẽ mời anh Kha với anh Mạnh đi ăn một bữa. Vì hai ảnh tốt với em lắm. Tại em mới tới đây nên em chưa có biết anh Kha đó thôi. Ảnh tốt lắm, ai ảnh cũng giúp hết. Dạ. Đúng rồi đó. Ai ảnh cũng giúp hết á, chứ không phải riêng mình em đâu. Bởi vậy đừng có mơ mộng nhiều quá nha. Có liên nhà ông Thanh. Ủa, làm gì bữa nay anh qua đây sớm dữ vậy? Em chuẩn bị đi làm rồi nè. Trời ơi, nhớ em quá à. Thiệt không đó? Thiệt chứ sao không thiệt. Tưởng anh nói giỡn hả? Em, để anh chải tóc cho. Cái con này nhớ mãi mãi là khu này mà ta. Sao cái phòng nào nó cũng giống như cái phòng nào vậy ta? Biết đâu mà tìm giờ. Giờ này mà hai người mau đi làm đi. Ở đó còn làm gì nữa vậy? Sao mày già mà không biết gõ cửa vậy? Má ông tao một kiếm ông kìa. Bà không biết anh ở đây á hả? Là không ai chịu nổi đâu. Ủa, má anh đâu rồi? Đang đứng ở ngoài kìa. Ăn cái ngon thì ra đi.
chết rồi. Con với cái mới tảng sáng ra mà trốn qua đây rồi, mà không biết con gái nhà ai á. Chết rồi, sao vậy? Mới nước mắt đã biết vụ trai rồi. Trốn đâu đây? Tao mà cưới dâu á cũng không thèm cưới người như vậy đâu. Anh thôi đi má anh, mà anh không nhìn được nữa. Mà em đã nói rồi, hai người á có tâm tình gì với nhau á thì đi chỗ khác đi, để bả hả khỏi qua đây la mỹ lên nữa. Mày làm gì mà dữ vậy? Bộ tao không đúng hả? Anh vô đây giùm em đi. Má anh mà thấy được anh ở đây á hả, em dọn nhà đi luôn á. Anh trốn đây nha. Ừ, anh trốn vô đi. Ủa, hình như là phòng này. Mở cửa, mở cửa đi. Dạ con chào bác à. Mới sáng sớm bác qua đây kiếm tụi con có chuyện gì không à? À, thằng Tâm có bên đây không vậy? Dạ không có bác ơi, đến giờ tụi con đi làm rồi. Anh Tâm mà qua đây á thì ai ở nhà tiếp chuyện được hả bác? Con với cái trốn ở đâu không biết nữa. Tao nói rồi đó nha, bữa sau á hai người á có muốn tâm tình gì á thì làm ơn kiếm chỗ khác giùm cái đi. Còn cái nhà này á là nhà chung chứ không phải riêng của mày đâu. Kệ tao, mày thấy khó chịu á thì đừng có nhìn. Tao không có đóng tiền phòng để phải đi ra ngoài đâu. Nhưng hai đứa cũng phải tính một chút chứ, riết rồi ai mà chịu nổi được. Tao nói rồi đó nha, tao giúp bên này nữa thôi đó, lần sau á hả hồn ai mà nó giữ đó. Bực mình quá đi à. Lần sau á anh làm ơn đừng có qua giờ này giùm em nữa. Thôi mà em, mới sáng sớm mà bị chửi à. Thôi mà, cho anh xin lỗi đi mà. Em bớt giận đi, tại nhớ em chứ bộ. Đừng giận anh nha. Thôi anh đi về đi, không má anh á lại quay lại á là phiền lắm á. Em cũng phải chuẩn bị đi làm rồi. Thôi mà, anh đi trước đi. Anh biết rồi, anh xin lỗi nha. Ừ. Cho anh không cái ngang. Ừ. Anh đi nha. Ừ. Mai gặp lại nha. Ừ. Hôm trước nghe Mạnh nói em rất thông minh, nhưng sao em làm cả tuần rồi mà vẫn không thấy biểu hiện thông minh nào hết vậy? Ý anh là sao ạ? Những biểu hiện của anh nãy giờ, người thông minh như em cần phải hiểu chứ. Em thật sự không có hiểu gì hết. Có gì em cứ nói thẳng ra đi. Chỉ cần em biết điều với anh, em muốn gì cũng được hết. Chắc em cũng biết vị trí của anh trong công ty này rồi. Xin lỗi, tôi bán sức lao động chứ không có bán thân. Anh tìm lộn người rồi. Với lại người tôi ký hợp đồng là bà Linh chứ không phải là anh. Cô tô mẫu hàng này đó hả? Dạ. Dạ. Cô làm ở đây bao lâu rồi?
mỗi ngày cô tô được mấy mẫu? Mà bây giờ cô lại tô màu khác như vậy hả? Dạ em xin lỗi, tại vì em sơ suất. Cô lo làm việc đi. Tôi mà phát hiện lỗi chỗ nào tôi bắt tăng ca đó. Lúc đó đừng có trách tôi. Bộ em có chuyện gì hả? Ừ. Dạ không. Em đừng có giấu chị nữa. Chị Lan đã nói cho chị biết hết rồi. Chị Lan phản đối chuyện của em với Trung là cũng có lý do của chị mà. Em thử suy nghĩ lại đi Thắm. Em biết là chị Lan thương em, nhưng mà em lớn rồi. Không lẽ em yêu ai cũng phải đợi chị cho phép hay sao chứ? Chị biết là em đã lớn rồi, nên chuyện tình cảm của em á, em thương ai đó là lẽ đương nhiên. Nhưng rõ ràng em cũng biết á, trong xóm mình á đều biết Mai và Trung sống như vợ như chồng. Em mà dành tình cảm cho Trung á, chị sợ em không có hạnh phúc đâu. Hạnh phúc hay không thì chỉ có em với anh Trung biết thôi. Chị với chị Lan làm sao mà hiểu được chứ. Sản phẩm không đạt do nhiều yếu tố khách quan. Còn anh, ý kiến anh sao? Thì sao cũng được. Anh ráng giải quyết hết trong ngày hôm nay. Hàng ra nhiều lắm đó. Giải quyết rồi. Hết đi. Nhất trí nha. Ok, chào anh. Dạ chào anh. Ờ. Anh chị em nghe đây. Hôm nay hàng làm tương đối được, nhưng á không đạt được chỉ tiêu, thiếu tới 20 thùng hàng lận. Tối nay cả phân xưởng ở lại tăng ca, chừng nào làm xong số hàng quy định thì mới được nghỉ. Anh em nghe rõ nha. Mệt thiệt luôn. Mày nghĩ làm sao mà ra ngoài thuê nhà sống chung với thằng đó vậy? Sự thật đã sờ sờ trước mắt mà mày vẫn chưa tỉnh là sao? Em yêu ảnh, em muốn được sống chung với ảnh. Nhưng mà cái thằng đó là cái đứa không tin được. Nó quen mày nhưng lại sống với người khác như vợ chồng vậy. Mà không chừng á, nó còn có những quan hệ khác bên ngoài nữa kìa. Tuổi còn nhỏ mà quan hệ nhập nhằng như vậy, rồi mày cũng sẽ khổ với nó thôi. Sướng khổ gì mặc kệ em, tốt xấu gì em cũng chịu hết á. Sao mày cứng đầu quá vậy? Tao lo cho mày nên mới vậy. Mày nên nghĩ kỹ lại đi. Anh Trung á, ảnh thề độc là chỉ yêu có một mình em thôi. Mà em lớn rồi, em có quyền làm theo ý muốn của mình chứ. Thề độc thì ghê gớm lắm hả? Sao mày khờ quá vậy Thắm? Mày phải nghĩ tới gia đình mình, nghĩ tới ba má mình chứ. Ai cũng tưởng á, mày lên đây sống với tao rồi chí thú làm ăn. Chứ mà biết mày như vậy á, chắc là ba má đau lòng lắm á. Mày biết không, không ngờ con Thắm á, nó lại phản ứng như vậy. Tao không thể giúp chị Lan khuyên nó được rồi mày. Mày xen vào chuyện đó làm gì cho mệt. Con Thắm giờ giống như người mù người điếc rồi. Có khuyên nó cũng không nghe đâu. Em nghĩ cũng thấy tội cho nó. Tự nhiên cái lại dướng vào cái chuyện tình cảm tay ba lằng nhằng nè. Nếu mà giờ ông Trung biết được á, có khi nó gặp nguy hiểm á. Biết làm sao được. Chị cũng đã cố gắng hết sức rồi, đành lực bất tòng tâm. À, chỗ làm của em á, dạo này sao rồi? Bữa nay đội trưởng nói hàng không đạt chỉ tiêu. Chắc mai phải tăng ca nữa quá. Nắng mưa là chuyện của trời,
tăng ca là chuyện của đời công nhân. Gì vậy? Trời, có phải chị không vậy? Chị đó. Quỷ. Ăn cơm mà còn làm thơ nữa mày. Ủa, cái gì vậy chị? Ớt sa tế đó, ăn được không? Mày bỏ vô hả? Ghiền luôn đó. Có mày ghiền chứ ai ghiền. Mày vô duyên quá à. Đồ ăn của người ta mà nó ớn này ớn nọ là sao? Thôi đừng có gây lộn nữa, ăn đi. Ngon ghê luôn á. Chị làm ở đây lâu chưa? Cũng được hơn một năm rồi. Nhưng tôi cũng sắp nghỉ rồi. Sao vậy chị? Tại em mới đi làm nên em không biết đó. Làm ở đây chán lắm. Tối ngày bị chửi vô cớ không à. Muốn chửi sao chửi. Lương thì thấp mà lại tăng ca nhiều. Em thấy ở đây cũng khó khăn. Gì cũng la. Hỡn chút là lại họp. Mệt quá. Thì chủ chửi họ một, họ chửi lại mình 10. Tất cả cũng vì quyền lợi cá nhân. Nên cho dù đều là phận làm thuê làm mướn, nhưng lại không bên vực nhau. Nhưng mình phải nhịn thôi. Nói ra sẽ bị mất việc liền. Nhưng mà không có ai đứng ra bảo vệ quyền lợi chị em mình hả? Đúng ra là công đoàn phải lo chuyện đó. Nhưng trước giờ cũng không thấy gì hết. Ngon ghê. Mấy người đó chắc cũng phải lo cuộc sống hàng ngày của họ. Hơi đâu mà đi lo chuyện thiên hạ. Mày là số 1 luôn hả mày? Chào gì? Ủa, con hả? Một tô phở chín phải không? Dạ. Gì? Hả? Hôm qua dì qua phòng Thanh có chuyện gì vậy? Dì kêu anh Tâm hả? Đúng không? Ừ. Con thấy rồi đó. Sáng buôn bán như vậy có một mình dì xoay trở à. Không biết nó đi đâu mất dạng nữa. Không biết nó uống bùa mê thuốc lú gì của con nhỏ đó. Mà nó mê con nhỏ đó quá đi. Con nói dì nghe này nha. Hồi sáng hôm qua lúc mà dì đi qua đó là có anh Tâm ở trong phòng con Thanh luôn. Hả? Dì đi vừa ra khỏi là hai người đó nắm tay nhau ra luôn. Nhưng dì vô mấy lần có thấy nó đâu. Chỉ thấy con nhỏ Thanh á với con nhỏ bạn trong phòng thôi à. Thì bởi vậy cái chuyện này nè, đáng lẽ con không có nói cho dì nghe đâu. Mắc công người ta lại nói con nhiều chuyện. Nhưng mà con thấy con ngứa con mắt, con chịu không có nổi. Dì, con nói cho dì nghe thôi nha. Dì đừng có nói cho ai nghe hết á, tội nghiệp con lắm. Ừ, dì biết rồi. Mà con ở gần đó đó. Coi có động tĩnh gì, nhớ cho dì biết nha. Dì á, nhất định á, không có chịu con nhỏ làm dâu cho dì đâu. Ừ, phải vậy chứ. Ừ, ăn đi con. Ê, nói nghe nè. Sáng hôm qua á, có gì bỏ qua nha. Tại vì tính tao hơi nóng. Mày đừng để bụng nha. Không có sao đâu. Tại hôm qua tao nói trước mà. Mà tao cũng không biết ông Tâm mấy bữa nay ông mắc cái chứng gì á. Không biết ông bị cái gì mà mới sáng sớm ông mò qua ông kiếm tao rồi. Nhưng mà mai mốt á, mày đừng có để cho má ông qua nhà mình nữa nha. Như vậy hoài á, kỳ lắm nha. Ừ, tao biết rồi. Có gì tao sẽ nói với ổng ha. Nha. Cô làm gì để hàng ứ động nhiều quá vậy? Dạ em mới vô làm nên chưa quen. Làm kịp năng suất. Vậy sao không biết nhanh tay lên mà làm? Còn phân bua gì nữa? Mọi người cũng làm như cô mà sao hàng lại không ứ? Lát nữa ăn cơm trưa xong không được nghỉ, phải ở lại làm hết để kịp giao hàng. Dạ em sẽ cố gắng làm kịp với mọi người ạ. Làm ăn sản phẩm chứ đâu phải làm theo thời gian đâu. Ở đó mà chạy ì. Cuối tháng á, lương không bao nhiêu thì đừng trách. Dạ em có trách gì đâu ạ. Còn cãi nữa hả? Dạ không. Em cứ tập trung làm đi. Đúng rồi. Dạ. Đó.
Khánh đừng có buồn nữa nha. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Nếu như mà mọi người không giúp á, không biết tới chừng nào em mới làm xong chỗ này nữa. Có khi phải tăng ca nguyên đêm mới kịp á. Có gì đâu, sống trong môi trường này phải biết dựa vào nhau thôi. Mà lần sau em đừng có cãi lại bà Linh, nếu không em sẽ bị bả la nhiều hơn nữa đó. Từ đây về sau á, bả nói gì em cứ im đi biết chưa. Nhưng mà em tức lắm, bả có làm đâu mà biết mệt. Với lại cái thằng cha quản đốc nữa, muốn chơi em nên mới cố tình rút hết người ở chuyền qua chỗ khác. Đúng là ép người quá đáng mà. Thì mình làm thuê mà em, tốt hơn em ráng nhịn đi. Với lại thằng cha Trọng là em ruột bà Linh, em không chống lại nó được đâu. Thôi làm việc đi. Nè. Ủa dì Nam, có chuyện gì không dì? Tiền nhà tháng này á, tụi con trả thêm cho dì nha. Phòng nào cũng vậy á, thêm người thì phải thêm tiền. Ủa sao kỳ vậy dì? Kỳ gì? Tụi con mướn nguyên phòng ở đây lâu rồi, mắc gì bây giờ thêm người là phải thêm tiền? Dì á, cho mướn phòng có hai người ở à. Bây giờ thêm người thì phải thêm tiền là chuyện bình thường thôi. Ở đâu cũng vậy à tụi con ơi. Dạ, để tụi con tính lại. Có gì con nói với chị Nam sao? Tính gì nữa mà tính. Ở thì phải trả tiền, đó là chuyện đương nhiên thôi. Với lại cái phòng này nó rộng rãi, tao mà cho người khác mướn là gấp rưỡi gấp đôi luôn đó. Thấy tụi bay làm công nhân cực khổ, không có tiền, lấy vậy mà cứ càm ràm hoài hả? Dạ, tụi con biết rồi. Biết rồi đúng không? Vậy tháng sau nhớ đóng thêm tiền cho dì Năm nha. Dạ, chị cho gọi em à. Ngày mai á, tôi sẽ chuyển cô qua bộ phận tạo hình, chỗ đó có lẽ thích hợp với cô hơn. Thôi, cô vào làm việc tiếp đi. Ngày mai tôi sẽ đón cô rồi đích thân dẫn cô qua đó. Dạ. Bà Linh gọi em có chuyện gì vậy? Bà lại kiếm cớ la em hả? Dạ không phải. Bà nói ngày mai chuyển em qua bộ phận tạo hình. Vậy là em chọc trúng tổ ông rồi. Bà chuyển em qua đó là để đi em thôi. Hả? Sao lại vậy hả chị? Bên đó làm khó hơn bên này, phải có khả năng sáng tạo mẫu nữa. Nếu không quen việc làm mà làm không được thì người ta sẽ có cớ đuổi mình một cách hợp lý. Không được khiếu nại và kiện cáo gì về việc họ đơn phương chấm dứt hợp đồng. Mà đa số người ở bên đó chỉ được làm việc thời vụ thôi, chứ không ký hợp đồng với công ty. Ủa? Ủa làm thời vụ là sao hả chị? À, là có việc thì làm, không có việc thì nghỉ. Bởi vậy người ta muốn cho mình nghỉ lúc nào cũng được, vì thực tế đâu có gì ràng buộc. Bà Linh ghét em nên cố tình để em qua đó, để em thấy cực quá không làm nổi, tự động đòi nghỉ việc thì bả khỏi phải phát lương. Có cần phải quá đáng vậy không chứ? Cũng đều là người làm công ăn lương cả thôi mà. Thôi làm việc đi em. Ủa, hai chị đâu về vậy? Em về rồi hả? Hai chị ở bên phòng con Thắm chứ đi đâu? Ủa sao vậy chị? Bộ nhà nó có chuyện gì hả? Bữa nay á, con Mai nó bắt được thằng Trung đang lén lút với con Thắm á. Nó qua phòng, nó làm ầm lên á. Trời đất ơi,
Rồi con Thắm có bị sao không chị? Thì bị con Mai chửi bới, đòi rạch mặt này nọ nữa chứ sao. Vậy lúc đó ông Trung có nói gì không? Nói gì? Thằng đó sợ con Mai một phép, nó quay ngoắt lại, nói là con Thắm dụ dỗ nó, chứ nó chỉ yêu một mình con Mai thôi. Nhìn cái dáng nó lẻo đẻo theo con Mai về phòng, nhìn nó lúc đó chẳng khác gì con chó cụp đuôi. Đúng là thằng đàn ông cà chớn mà. Thôi đừng có nói chuyện đó nữa, dọn cơm ăn đi, chị đói quá rồi. Thôi hai chị ăn đi, bữa nay em chẳng thiết ăn uống gì hết. Em bị đưa qua bộ phận tạo hình rồi. Sao kỳ vậy? Em nghe mấy chị làm chung nói á, ở bên đó làm khó lắm, nhưng mà không được hưởng bất kỳ chế độ nào hết, rất là dễ bị đuổi việc. Mà sao tự nhiên em bị chuyển qua đó? Chuyện này á, chắc chắn có liên quan tới thằng cha quản đốc. Hắn là em ruột của bà Linh giám đốc. Lần trước á, hắn có gợi ý chuyện tình cảm với em, nhưng mà bị em thẳng thừng từ chối. Nên chắc là rắp tâm trả thù em thôi. Lại có chuyện này nữa hả? Nhưng dù sao thì em cũng phải cố gắng làm đi, đừng có phụ lòng anh Kha. Với lại tiền nhà tháng này lại tăng nữa rồi đó. Bà Năm mới thông báo đó, em làm sao thì làm, đừng để bà nói này nói nọ, chị mệt lắm. Chào em. Sao rồi người đẹp? Nghe nói người đẹp sắp được chuyển qua bộ phận tạo hình hả? Chuyện đó không cần phải quan tâm. Sao lại không? Nếu không có anh á thì làm sao em được giám đốc ưu ái như vậy chứ? Thì ra là có người đâm chọt sau lưng tôi. Sao cưng lại nói vậy? Anh thiệt tình chỉ muốn giúp cưng mà thôi. Cảm ơn anh nhiều em, nhưng mà tôi không cần. Tại em không thông minh thôi. Anh đã nói rồi, chỉ cần em biết điều một chút, không những em có thể ở lại bộ phận cũ mà có thể làm tổ trưởng nữa đó. Anh hứa đảm bảo luôn. Xin lỗi anh nha, tôi không phải là loại con gái bán thân nuôi miệng đâu. Tôi muốn kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình,
Bản thân hay bán sức lao động gì á cũng là bán thôi. Nhưng em phải biết bán cái nào có giá cao hơn mà bán. Đồ đốn mà. Tôi nói cho anh biết, cho dù trên đời này có chết hết đàn ông tôi cũng không có chọn anh đâu. Anh đừng có mơ. Cô chuẩn bị nghỉ làm như là vừa. Anh không cần phải nhắc. Đừng để tôi thấy cô một lần nào nữa. Nếu không đừng trách tôi. Ăn xong rồi á, lo làm đi. Nhìn cái gì mà nhìn. Coi chừng tôi bắt tăng ca cả đám bây giờ. Sao vậy Khánh? Thôi mà đừng có buồn, chuyện cũng sẽ qua đi thôi. Em. Sao bữa nay anh tốt với em vậy? Có chuyện gì cần tới em phải không? Chỉ có bà xã mới hiểu anh nhất thôi. Em uống nước đi, xem anh pha có ngon không. Ngon thiệt á. Lại muốn nhờ em gì nữa đây? Em biết rồi còn hỏi. Lại tiền nữa phải không? Anh mới lấy hôm kia rồi mà. Mà anh cũng đi làm, sao không có tiền vậy? Trời ơi, lãnh lương xong á, anh trả nợ hết ráo rồi. Em biết anh mà. Anh cũng đâu có muốn ngửa tay lấy tiền của em chứ. Chẳng qua là... Biết là vậy. Nhưng mà anh thử nghĩ coi, từ lúc sống chung tới giờ, cái gì cũng một tay em lo hết đó. Đã vậy, anh còn cờ bạc, bia, cặp bồ cặp bịch nữa chứ. Trời ơi, có đâu mà em nói vậy. Từ ngày mà anh không còn quen con Thắm nữa, anh đâu có vậy đâu. Khi có tiền anh toàn đi đâu không à. Đến khi hết tiền anh mới mò về đây. Sao em khổ với anh quá nè. Trời ơi, anh không có, anh mới xin em. Sao giờ này em khó khăn với anh quá không vậy? Không phải là em khó khăn với anh, mà là em không có. Anh mượn của bạn bè anh đi. Mượn bạn anh ngại lắm. Mặt anh vậy đi mượn tụi nó, trời ơi mắc cỡ lắm. Vậy anh mượn của em không sợ người ngoài biết được người ta cười cho hả? Mượn của bà xã tất nhiên phải khác chứ. Em cho anh mượn đi nha, chỉ lùng nàng nữa thôi, anh hứa đó. Anh đừng có nói kiểu đó nữa, em rành anh quá mà. Lần cuối này không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Trời ơi, bây giờ anh đang cần tiền trả gấp cho người ta. Em cho anh mượn đi, anh chắc chắn sẽ trả lại cho em mà. Anh đừng có nói nữa, lần này anh không moi được tiền của em đâu. Mày anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Tao nói cho mày biết nha, tao năn nỉ mày nãy giờ, tao nói nhẹ thì mày không nghe. Muốn ăn tao không mày? Thả tay em ra. Em đã nói là không có tiền rồi mà. Tao biết mày vẫn còn tiền. Lằng nhằng hả? Tao quýt cho mày chết. Đã nói là không có rồi mà. Không có hả mày? Bây giờ không mày đưa tiền hả? Không? Hả? Bây giờ có không? Không có, tao đánh cho mày lột tiền ra. Có
mày. Đau quá anh bỏ tôi ra. Tôi không có thiệt mà. Tiền làm ra bao nhiêu anh lấy hết rồi, còn đâu nữa mà đòi. Mày dừng lại mày. Mày không qua mắt được tao đâu. Anh không được đụng vào người tôi. Mày, mày. Anh không được đụng vào người tôi. Hả? Hết tiền hả mày? Khi nãy tao nói nhẹ mày không nghe. Tao đánh nãy vợ mày mới nghe lời. Trả tiền lại cho tao. Muốn lấy lại hả mày? Không dễ đâu mày. Mày ngu quá thì ráng mà chịu. Tao là thằng khốn nè. Sống với loại con gái dễ dãi sống với trai như mày á, cũng chẳng tốt đẹp hơn ai đâu mày. Mày. Mọi chuyện anh đã nghe Mạnh kể hết rồi. Anh cũng không ngờ là công ty của Mạnh lại có những người như tài quản đốc đó. Nói thiệt, anh thấy có lỗi với Khánh quá. Sao anh lại nói như vậy? Em cảm ơn anh không hết nữa là. Ngay lúc em không biết làm sao thì anh đã giới thiệu công việc làm cho em. Dù sao thì em cũng đã biết cảnh làm công nhân là như thế nào rồi. Nghĩ thì nghĩ, chứ để cái loại người như thằng cha đó tối ngày quấy rối còn mệt hơn nữa đó em. Em nghĩ mình đã làm đúng. Chỉ tiếc một điều là em đã bắt đầu quen công việc ở đó, thì bây giờ lại phải bắt đầu một công việc khác. Qua sự việc lần này em có thấy nản không? Không. Vì em nghĩ đâu phải công ty nào cũng giống nhau. Quản đốc cũng có người này người kia. Ngày mai em sẽ đi kiếm việc làm khác. Mọi người chúc em may mắn đi. Em cố gắng lên. Dù sao em cũng có chút kinh nghiệm rồi mà. Dạ. Em vẫn đỡ bỡ ngỡ hơn trước. Em sẽ cố gắng. Em không có sợ cực. Em biết nghĩ như vậy anh cũng yên tâm. À thôi, cũng trễ rồi. Mấy chị em nghỉ đi, anh về đây. Dạ. Chào anh. Cố lên em nha. Anh Quân, anh Quân. Anh Quân. Sao rồi anh? Họ có nhận tụi em không? Mà sao bảo vệ không cho tụi em vô vậy? Chào tất cả mọi người. Mọi người cứ yên tâm đi. Tôi đã trao đổi với ban giám đốc rồi. Sẽ tiếp nhận toàn bộ hồ sơ của mọi người. Quá. Em nói với anh là em làm ở công ty Mai. Sao anh lại kêu em tới đây vậy? Ủa, có chuyện đó nữa hả? Chắc anh lộn hồ sơ của em với người khác rồi. Thôi lát nữa mình ra quán cà phê nói chuyện tiếp nha. Dạ. Thôi bây giờ mọi người giải tán đi. Đừng đứng đây gây ồn ào nữa. Rồi họ sẽ gửi giấy báo để mọi người đi làm thôi. Dạ. Dạ chào anh ạ. À. Đó là anh nói đó nghe. Tụi tôi nghe lời anh đó. Dạ, chào em. Chào anh. Chào anh. Ủa, em không phải là một trong những số người anh giới thiệu cho đây làm hả? Dạ không. Em nghe nói công ty này đang tuyển người nên em tới coi thử thôi. À thì ra vậy. Nhưng em cũng thấy rồi đó. Bây giờ công ty hết tuyển rồi. Sắp tới anh đưa 100 người của anh vào làm rồi. Em cầm danh thiếp của anh đi. Coi như trước lạ sau quen. Nếu em muốn tìm việc làm thì phone cho anh. Ok. Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ. Chào anh. Chào em. Thôi bây giờ mình ra quán cà phê để bàn chuyện. Lát hồi mình ra sau. Dạ đi. Ok. Đi. Ủa, bữa nay ông Nhân không biết mày được nghỉ hay sao mà không tới chở mày đi chơi vậy? Ông mắc đi làm rồi. Với lại lâu lâu đi một lần thôi, tiền đâu đi chơi hoài. Mày khéo lo. Ổng giàu có như vậy thì mấy khoản tình phí nhầm nhỏ gì. Chuyện tình cảm nghĩ cũng vui thiệt ha. Thấy như con Thanh với ông Tâm á, đã phát mệt rồi, lại thêm má ông Tâm nữa. Tối ngày qua đây kiếm chuyện chửi bới, thiệt không biết nói làm sao nữa. Ủa Liên, cho em qua đây tị nạn chút nha. Ông Tâm lại qua tìm con Thanh nữa.
em nghĩ á, mình tránh đi là tốt nhất. Không biết á, em còn phải chuyển đến cảnh này như thế nào nữa đây. Mới nói nó hôm trước á, nó nằm mừ rồi. Giờ lại vậy, chán thiệt. Chán thiệt là chán. Thì biết sao được, người ta yêu nhau mà em. Ở chung phòng như vậy cũng bất tiện thiệt. Sao em không nói hai người đó kiếm chỗ nào khác đi? Em nói hoài đó, nhưng mà không có tác dụng gì hết chị ơi. Mà hả, ngày nào hả má ông Tâm cũng qua kiếm ổng, rồi chửi bới tùm lum hết á. Em nghe mà một mình gì đâu á. Bạn bè mà ở chung một phòng á thì có cái khó vậy đó em. Thôi thì em thông cảm cho tụi nó một chút đi. Mỗi khi tụi nó ở nhà thì em chạy qua đây. Chắc phải vậy quá. Đã nói là đừng có qua nữa rồi mà. Chút nữa con Liên nó về á, nó cằn nhằn em nữa cho coi. Nhớ thì người ta sang, bộ không cho hả? Mới gặp mà nhớ gì. Mà trước khi đi á, anh có xin phép má anh chưa vậy? Lát nữa má anh tìm là có chuyện á. Thôi mà, em đừng như vậy nữa nha. Anh đã nói mọi chuyện rồi sẽ ổn mà. Em cứ như vậy hoài, má anh cũng đâu có thay đổi đâu. Thôi mệt quá, anh đi về đi. Cứ nghĩ tới những gì mà má anh nói á, em thấy buồn quá. Sao anh lại không bên em chứ? Anh là người hiểu rõ nhất mà. Anh biết chứ. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Anh sợ má anh á, thì nói đại đi. Anh cứ như vậy hoài á, thì tụi mình nên dứt khoát cho rồi đi. Em, sao em cứ dồn anh vào đường cùng hoài vậy? Anh đã nói sẽ không bỏ em mà. Anh nói á thì nghe hay lắm, mà má anh á thì anh không chịu giải thích cho má anh hiểu. Còn em á thì lúc nào anh cũng không bỏ. Chẳng lẽ anh cứ để cho má anh qua đây chửi em hoài vậy sao? Anh xin em mà. Thanh, em cho anh thêm thời gian đi, được không? Nha. Em. Nha. Đi. Thương quá à. Làm gì sợ với anh người đẹp? Anh đâu có ác ý. Chẳng qua nhìn thấy em, anh ngưỡng mộ thôi mà. Anh đừng có làm phiền tôi nha. Nè, đẹp thì đừng có giữ, giảm giá đi nhiều đó cưng. Gì? Ai là cưng của anh? Đừng có nói cái giọng nhã nhớt đó với tôi. Anh có con ốc ma đâu mà nhã nhớt. Chẳng qua thấy em đẹp, anh muốn làm con ong chăm chỉ để hút mật thôi. Đúng là đồ khùng. Coi bộ anh mê người ta dữ rồi hen. Em toàn ghen tuông bậy bạ không à. Cô ấy làm sao mà sánh được với em, nữ hoàng của lòng anh. Một lần nữa tôi cảnh cáo cô, đừng có mồi chài bạn trai tôi nữa nha. Cái gì? Cô nói gì? Tôi mồi chài á hả? Có giỏi thì nhốt bạn trai cô lại đi. Nói anh ta lần sau đừng làm phiền tôi nha. Cô. Thôi em. Được rồi mà, bỏ đi em. Lên xe đi, anh chở về phòng nè. Bỏ qua đi mà. Anh coi chừng anh đó nha. Lần sau mà tôi còn thấy anh nói chuyện với con gà đi bộ này nữa là biết đây tôi. Tôi là gà đi bộ thì cô là gà móng đỏ, mỏ dài. Thấy trai là đeo như đĩa. Nè, hai, vô. Ba, vô. 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 Không say không về nha. Vô em. Anh kỳ ghê á. Trời ơi, còn phải đặt giả nai nữa kìa. Anh. Sao? Em không có chịu đâu. Thì nói đi. Em chịu anh như vậy á hả? Mà anh không thưởng gì cho em sao? Lắm rồi. Em muốn gì cứ nói đi. Em muốn gì? Nói đi cưng. Em đang để dành tiền để mua điện thoại mới. Em còn thiếu một ít. Anh phụ với em nha. Chuyện nhỏ, quá nhỏ luôn. Thiệt hả? Tùy anh thôi à.
muốn cho bao nhiêu cũng được hết à. Đây, cầm đi em. Cảm ơn anh. À, vô em, uống đi. Ủa, vô. Sao em buồn vậy? Có chuyện gì vậy em? Nhà nó đang có chuyện buồn đó anh. Ra vậy. Má nó ở dưới quê ấy hả? Bệnh nặng, mà nó không có tiền. Ờ, vậy hả? Anh hiểu rồi, tội nghiệp quá. Em cầm số tiền này, đem về mà lo cho má dạ. nha. Ừ, anh biết em rồi. Em cảm ơn anh. À, uống đi. Thôi anh. Cạn ly đi. Vô. Vô. Vô, vô. Rồi. Uống đi. Vô đi, anh em uống không say không về nha. Vô. Vô. Về. Uống đi em. Mày thấy tao hay ghê chưa? Mới nói có mấy câu mà tao với mày có tiền rồi nè. Công nhận mình diễn hay thiệt. Mấy ổng á, tình sái cổ luôn đó mày. Cũng may á, con Khánh nó nghỉ làm ở đây nên mấy thằng cha đó mới sợp với mình như vậy. Còn không á, đừng có hòng nghe cưng. Ê, mà giờ bộ nó tính đi làm công nhân luôn hả mày? Chứ, nói làm gì tới con khùng đó. Tiền ở đây dễ kiếm vậy mà không chịu. Tự nhiên đút đầu đi làm công nhân à. Thôi, chuẩn bị lo tiếp khách đi làm gì ngồi đi tám hoài vậy? Con Hiền với con Nhi, tiền đâu? Nè. Cầm đưa cho bà. Nè, hai đứa, tụi con thấy má tình nghĩa với tụi con không? Tiền gì khách qua bao nhiêu á là má biết hết trơn hết trọi à. Má biết hết trơn á, không có qua mặt được má đâu. Còn gì nữa không má? Con đi tiếp khách ạ. Ờ, vô lẹ đi con. Đi luôn đi con. Em gái, xe em sao vậy? Sao có cần sửa vậy? Không? Xe bị gì em? Lên xe tụi anh đi. Mấy người làm ơn đi đi, để cho tôi yên. Ôi trời, nhầm địa chỉ rồi. Đi. Xấu mà còn chạy. Trời ơi, đúng mà. Bạn mày á, vừa mất nết vừa vô duyên nữa. Bực bội quá đi. Trời ơi. Ủa, đủ. Xe em bị sao vậy? Em cũng không biết nữa. Tự nhiên nó bị xúc sơn à. Gắn nãy giờ mà không có được. Ờ, để anh coi. Thì xong rồi đó. Hả? Ủa mà sao tối như vậy không rủ bạn về chung cho vui, đi một mình nguy hiểm vậy? Ở công ty em ít bạn lắm, mà cũng không có đứa nào chung đường với em đâu. Bữa nay cảm ơn anh Kha nhiều nha. Không có anh em không biết làm sao về nhà nữa. Có gì đâu, anh em ở chung với nhau trong khu nhà trọ, giúp đỡ nhau chút thôi mà. À, mấy bữa nay Khánh tìm việc sao rồi nụ? Khánh chưa tìm được việc làm. À, chắc ráng tìm cũng tìm được thôi. Thôi mình về đi em, trễ rồi.
em chạy trước đi. Dạ. Thấm. Thấm. Thấm, anh muốn nói chuyện với em. Giữa tôi và anh không còn chuyện gì để nói hết á. Tránh ra cho tôi đi đi. Anh tới xin lỗi em chuyện lần trước. Lần đó anh sai thiệt rồi. Anh thì làm gì mà sai? Có tôi ngu mới tin lời anh, để rồi mang nhục với thiên hạ mà thôi. Em đừng có nói vậy mà. Thật ra em mới chính là người anh yêu. Anh nói thiệt mà Thấm. Tại sao lúc đó ba mặt một lời? Anh nói chỉ yêu một mình bà Mai thôi chứ. Lúc đó tình thế bất đắc dĩ quá, chứ anh đâu có muốn vậy đâu. Ông tin em nhìn anh coi. Từ bữa đó tới giờ anh lo nghĩ về em, mà anh ốm nhom ốm nhách vậy nè. Thấy không? Anh đừng có mất công giải thích nữa. Chuyện như vậy là quá rõ ràng rồi. Anh về đi, tôi không muốn gặp phiền phức với vợ của anh nữa đâu. Thấm, em nghe anh một lần thôi. Cũng tại anh chưa trả hết nợ cho Mai nên anh phải làm vậy. Từ đó tới giờ anh cũng khổ sở lắm. Anh đã dứt khoát với nó rồi, em tin anh đi. Anh tính lừa tôi nữa phải không? Chiêu này xưa quá rồi, tôi chỉ bị dạy một lần nữa thôi. Anh nói thiệt mà. Anh còn yêu em nhiều lắm Thấm. Anh cho anh một cơ hội được không? Lấy gì để tôi tin anh với bà Mai hoàn toàn chấm dứt chứ? Mà tại sao tôi lại tin anh còn yêu tôi chứ? Anh tới đây tìm em như vậy, em còn không tin anh sao? Nếu không yêu em á thì anh tới đây làm gì? Anh không còn sống chung với Mai nữa đâu, em cũng biết mà. Thôi được rồi, anh tránh ra đi. Chuyện của mình như vậy đã quá đủ rồi. Thấm, lần đó nếu anh thực sự yêu tôi thì anh đã không quay ngoắt 180 độ và để cho bà Mai có cơ hội làm nhục tôi như vậy đâu. Nhưng sao lần đó anh mới nhận ra là anh vẫn còn yêu em mà Thấm? Bởi vậy anh mới quyết định bỏ đi, không sống chung với Mai nữa. Anh làm vậy là vì em. Em không tin anh sao? Tôi không có tin anh nữa đâu. Nếu không tin á thì em cứ qua hỏi Mai đi. Thấm à, anh nhớ em nhiều lắm Thấm ơi. Mình làm lại từ đầu nha em. Anh hứa lần sau á không có chuyện như vậy nữa đâu. Đang diễn ra từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 năm 2008 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sao rồi Khánh? Dạ. Ủa, bữa nay á em có tới công ty nông sản gì đó để xin việc không? Sao chiều giờ chị không nghe em nói gì hết vậy? Dạ em có tới, nhưng mà họ nhận đủ người rồi chị. Gì mà nhanh dữ vậy? Tuyển cả trăm người mới có một ngày mà đã đủ người là sao? Dạ, những người tới trước em á có nhờ một cái người quen biết với giám đốc, và họ đã gửi toàn bộ hồ sơ vô đó rồi. Ủa, bộ có người lợi hại vậy sao? Ổng có cho em cái cạc và nói em là nếu như em có cần thì cứ gọi cho ổng. Em nghĩ chắc em sẽ nhờ được. Đây nè chị. Vậy thì em gọi thử đi. Biết đâu á thấy em đẹp hớp hồn như vậy, ổng lại giới thiệu cho em việc nào đó lương cao hơn thì sao? Em học hành chẳng tới đâu hết, cũng chẳng có trình độ gì, không biết có kiếm được việc làm không nữa. Mơ gì tới việc lương cao hả chị? Làm người á thì phải biết nắm lấy cơ hội của mình chứ. Mà tháng này cũng sắp tới hạn đóng tiền nhà rồi đó. Nếu tháng này á mà Khánh á nó không có tiền á thì tao trả luôn được chưa? Tham dự hội nghị. Thiệt tình, lớn rồi mà như con nít vậy đó. Đây là dịp để chúng ta quan tâm hỏi chút là giận.
Alo, Quân nghe đây. Dạ em chào anh. Em tên là Khánh. Hôm bữa em có gặp anh ở trước một công ty chế biến nông sản đó anh. Dạ. À ha, anh nhớ rồi, em muốn xin việc hả? Dạ, em... Vậy bây giờ em có rảnh không? Anh em mình gặp nhau rồi ngồi nói chuyện cụ thể hơn. Ủa, nhưng mà bây giờ mình gặp nhau ở đâu được hả anh? Em biết quán cà phê giọt sương trên đường Nơi Trăng Long không? Em tới đi. Anh đang bàn công việc với bạn anh ở đây nè. Dạ, em chào anh. Dạ, chị ơi, của em bao nhiêu tiền ạ? À? Của em 5.000. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Khánh, qua đây đi em. Dạ. Anh chờ em nãy giờ rồi đó. Ngồi đi em. Em tìm quán có mất nhiều thời gian không? Dạ không, em hỏi mấy ông xe ôm, ông chỉ cho nên cũng không khó lắm anh. Dạ chị Dung gì ạ? Cho em đi nước cam được rồi. Dạ. Bây giờ em muốn anh xin cho em việc gì? Mà em có chuyên môn gì không? Dạ không, em chỉ mới học hết cấp 2 thôi. Anh xin cho em làm công nhân trong nhà máy là tốt lắm rồi. Để anh xem thử nên đưa em vào công ty nào cho thích hợp. Mà em đã làm việc gì chưa? Dạ, em từng làm công nhân trong công ty giày da. Vậy à, giờ muốn xin việc cho em cũng không khó lắm đâu. Nhưng mà anh cũng cần lễ phí để chạy tới chạy lui làm việc với người ta. Em có tiền để chi không? Dạ, hết khoảng bao nhiêu hả anh? Thấy em cũng tội nghiệp, anh lấy giá hữu nghị thôi. Khoảng 5 triệu thôi. Chứ gặp người khác á, không có giá đó đâu nha. Sao tốn nhiều vậy anh? Bây giờ không có tiền. Anh có công việc nào mà ít tiền hơn không anh? Công việc ít tiền hơn cũng có, nhưng cực lắm. Em liệu có làm nổi không? Đã vậy lương còn thấp nữa. Bây giờ tốn 5 triệu để em có một công việc tốt, lương ổn định. So với công việc bấp bênh, em thấy cái nào lợi hơn? Nếu em đi làm với mức lương hàng tháng từ 1.2 triệu tới 2.5 triệu thì chỉ cần làm hơn 2 tháng là đã đủ khoản phí em bỏ ra rồi. Cơ hội không phải lúc nào cũng tới với mình đâu em. Nếu em không biết tranh thủ thời cơ để người khác nhảy vô, xem như em mất đi một công việc tốt. Dạ, để em tính lại rồi gọi cho anh sau được không ạ? Ừ, em cứ về suy nghĩ đi. Anh sẽ đợi điện thoại của em. Dạ, xin phép anh em về trước ạ. Ừ. Còn tiền nước. Anh chơi kiểu Mỹ mà, sòng phẳng, ai uống nấy trả. Dạ, xin lỗi anh. Vậy khoảng bao nhiêu anh? 30.000. Uống có ly nước cam. 30.000 đúng cắt cổ. Dạ chào anh. Chào em. Ăn lãi có 10.000 mà nó chửi cho là cắt cổ nó. Chưa đâu con, hãy đợi á. Thắm hả? Dạo này á, chị Lan hết giận em chưa? Dạ rồi, chị không còn nói gì đến chuyện đó nữa. Chị Thơm. Chị Thơm. Dì em. Bộ anh Trung là người xấu hả chị? Sao em lại hỏi vậy? Bộ em còn nhớ Trung hả? Không không, em chỉ hỏi vậy thôi. Làm việc thì phải chú tâm vào đi chứ. Cô coi, bị lỗi hết trơn rồi nè. Dạ. Thôi, lần này tôi tha cho cô đó.
Lần sau cố gắng lên nha. Dạ. Dạ cô ơi, cho con hỏi, xin việc phải không? Dạ. Hết đợt rồi, cô đến trễ quá. Phải chi mà cô đến sớm hơn một ngày á thì được rồi. Ủa, vậy mà con nghe ở đây đang có đợt tuyển người. Vậy thì chắc cô nghe lộn rồi. Lần sau nhớ hỏi cho kỹ để khỏi mất công. Dạ. Ủa cô, vậy cô có biết khi nào có đợt tuyển mới không cô? À, chắc lâu lắm, mới tuyển đủ hôm qua. Dạ, con cảm ơn cô. À, chào cô. Nè, em ơi, em đang tìm việc làm phải không? Dạ. Em có muốn vào công ty này làm không? Dạ có, nhưng mà người ta nói là đã hết tuyển người rồi. Quan trọng là em có muốn làm hay không thôi. Chị nói nghe nè, chị cũng có nhỏ cháu mới xin vào công ty này làm, nhưng mà bây giờ nó mắc công chuyện, nó không đi làm được. Nếu mà em muốn thì chị sẽ nói nó bán hồ sơ lại cho em. Ủa, làm sao ạ? Thì em mua hồ sơ của nó, rồi em giả làm nó, vô công ty này làm, đơn giản chỉ vậy thôi. Ủa, vậy là mình phải xài giấy tờ giả của người ta hả? Ừ, thì cứ hiểu như vậy đi. Nhưng không phải ai cũng có thể mua được đâu nha. Nếu không quen biết thì đừng có hòng. Nếu vậy, việc đó mất khoảng bao nhiêu hả chị? À, một bộ hồ sơ là 350, giấy khám sức khỏe 50, đơn xin việc 20, rồi và một số hồ sơ khác là khoảng tổng cộng 600. 600. Ừ. Nhưng mà lương ở đây khoảng bao nhiêu? Ừ, lương khởi điểm là 800.000, nhưng sau 3 tháng là 1.200.000, 1.200.000 trở lên. Dạ, vậy thôi chắc em không mua được. Bởi vì em vô làm rồi mai mốt người ta phát hiện ra mất công em đi kiếm việc khác. Trời ơi, vậy sao không tới sớm? Thiệt là làm mất thời gian cả buổi à. Bực bội. Chết mày với tao. Tâm. Hả? Con đi đâu vậy? À, con đi đây có chút chuyện má ơi. Tâm. Tâm. Ở chút con về liền. Lại qua nhà con Thanh nữa rồi. Alo. Tao nè Lành. Alo, Khánh hả? Dạo này mày sao rồi? Mày có gặp được con Nguyên không? Nó có dẫn mày vô chỗ đó làm không? Không, tao mới gặp được con Nguyên. Mà tới giờ tao vẫn chưa tìm được việc làm nữa. Trời đất ơi, rồi bây giờ mày ở đâu? Mày không có tiền á thì làm sao mày sống với tao nói được hả? Cũng may là tao gặp được người tốt cho ở nhờ. Còn tiền thì từ bữa mượn mày cho tới giờ tao ráng xài tiết kiệm. Nhưng mà cũng không biết là cầm cự được tới bao lâu nữa. Sao tao thấy lo cho mày quá à? Chắc bây giờ mày ốm lắm phải không? Không, tao vẫn bình thường. Ủa mày dì dưỡng tao sao rồi? Dì xa bây giờ phải qua nhà giúp việc cho bà Ngọc để mà trừ nợ. Mà mày biết rồi đó, bà Ngọc á, bà khó ưa lắm.
Cũng vì tao mà vì tao khổ như vậy. Sao mày nói vậy? Bả làm á thì bả chịu, còn dượng mày nữa. Ổng nói á, nếu bắt được mày á là mày chết với ổng. Mày đừng có dại dột, mày về đi nghe. Ừ. Dạ con xuống liền. Má tao đang kêu tao. Thôi tao cướp máy nha. Ổng bả mà biết tao liên lạc với mày á là ổng bả chửi chết đó. Vậy nha. Ủa, anh đi đâu đây? Ừ, anh qua thăm em nè. Em, anh có này tặng em nè. Gì vậy? Em nhắm mắt lại đi. Tên tên tên. Một con gà. Ủa, gà ở đâu với anh? Hả, gà ở nhà chứ đâu. Anh mang sang nấu cháo cho em ăn đó. Nè, em bắt nồi nước sôi đi, để đó anh làm cho. Ủa, nhà anh cũng có nuôi gà nữa hả? Ờ, má anh mua đâu mấy chục con để làm bán á. Lúc này về nhà tự nhiên thành thịt gà, nên bắt một con sang đây nấu ăn luôn. À, Vậy anh đã hỏi má anh chưa? Ừ, thì bà không có ở nhà nên anh bắt luôn, chứ không lẽ ngồi đợi bà về. Trời đất, vậy là anh bắt trộm á hả? Má anh á mà biết anh bắt đem gà sang đây hả, chắc em xong đời luôn quá à. Trời ơi, sao lại bắt trộm? Anh bắt gà nhà anh chứ bắt của hàng xóm đâu mà em nói vậy. Tại em lo nên mới nói. Ai chứ má anh mà chửi thì em còn lạ gì nữa đâu. Ờ, mà anh đã nói chuyện của tụi mình cho má chưa? Thôi mà em, tối nay mình đừng nhắc tới chuyện này, được không? Ha. Ờ, nước gần được rồi nè. Nước sôi rồi. Chút nữa em phụ anh nhổ lông ha. Được rồi, thôi để đó đi. Tối nay á, anh sẽ cho em biết tài nấu ăn của anh. Bây giờ á, em qua phòng chị Thơm, mời mọi người đó qua ăn luôn, đi em. Làm được không mà siêng dữ gì ta? Thì được mới dám nấu chứ sao. Vậy em qua mời mọi người qua ăn nha. Đi đi em. Wow, sao? Wow, hấp dẫn
quá nha. Ngon quá ta. Ngon quá ta. Hấp dẫn á. Rồi mời mọi người ăn. Bữa nay nhà mình có tiệc gì vậy? Em cứ cất đồ đi đã. Bữa nay mình có lộc ăn nè. Vậy hả? Mày rửa mặt cho mát đi rồi nhập tiệc luôn nè. Xong tất cả rồi đó. Anh Tâm làm á. Anh Tâm nấu hả? Bữa nay á, tôi với Thanh làm tiệc chính thức ra mắt mọi người. Mọi người thấy có được không? Làm như á, chứ ai biết anh hay sao á. Mà hôm nay á, mày đặt ra mắt với mọi người. Dù sao á, thì bữa tiệc này chính thức vẫn hay hơn. Cái gì cũng phải danh chính ngôn thuận. Cha, nói vậy á, là tụi tôi là khách mời danh dự á hả? Chứ sao, mọi người ở đây á đều là chị em thân thiết với Thanh mà. Mời sẵn em. Dịp này á, mọi người làm quen với Khánh luôn nha. Khánh ở chung phòng với chị Thơm cũng lâu lắm rồi, nhưng mà hình như đâu có ai biết đâu đúng không? Ủa vậy hả? Khánh tự nhiên nha. Dạ, em cảm ơn mọi người. Thôi, mọi người mau ăn đi. Ăn xong, nhớ cho tôi nhận xét nha. Thế sao? Được không? Wow, ngon thiệt đó nha. Bữa nay á, mới mở rộng được tầm mắt á. Ngon ha. Không ngờ anh Tâm nó ăn cũng ngon ghê. Vậy hả? Cảm ơn nha. Dạ, ngon thiệt đó. Ngon thiệt đó. Đó, thấy không? Em thấy á, anh có đảm đang không? Thời buổi bây giờ á, mà lấy chồng biết nấu ăn á, là nhất luôn đó. Em biết rồi, biết là anh giỏi mà. Em này. Của em nè, anh đút em ăn nha. Hả ông ra nè. Anh này. Không thèm, không, không thèm, không thèm đâu. Ăn đi nè. Thôi, mọi người ăn nếp đi, tôi về trước nha. Sao vậy chị? Ủa sao về sớm vậy? Chị. Từ đầu tuần tới nay, khoảng hơn 3,6 nghìn USD đã bị xóa sổ trên thị trường chứng khoán, bắt nguồn từ sự phá sản của Lehman Brothers. Bầu không khí u ám bao phủ thị trường chứng khoán toàn cầu, đặc biệt là sau khi chính phủ Mỹ quyết định tiếp quản AIG, một hành động chưa từng có tiền lệ. Chính phủ Mỹ hôm thứ Ba đã đồng ý cấp một khoản vay khẩn cấp trị giá 85 tỷ USD để tiếp quản 79,9% cổ phần của AIG, nhằm cứu hãng bảo hiểm lớn nhất của Mỹ khỏi lâm vào cảnh phá sản. Các ngân hàng trung ương nè, tao thấy con Thành với ông Tâm cũng xứng đôi lắm. Sao má ông Tâm không chịu ha? Thì có gì đâu. Con Thanh á, dù sao cũng chỉ là công nhân. Trong khi nhà ông Tâm á, tuy không giàu, nhưng cũng có của ăn của để. Bả không chịu cũng là chuyện bình thường thôi. Vậy à? Tao chỉ nói chuyện con Thanh thôi. Chứ mày với ông Nhân là chuyện khác mà. Không có gì đâu. Tao hiểu mà. Lập tức giá vàng trong nước sáng nay cũng tăng vọt thêm 130.000 đồng trên một chỉ. Em ra đây không mát hả? Chị Thơm, dì Dược em nói đúng đó. Em đúng là khắc tinh của cả nhà. Em sinh ra thì làm má em chết. Còn bây giờ cũng tại em mà dì em phải đi giúp việc cho người ta. Em còn nợ nần nữa. Em đừng có nói vậy chứ. Con người ta sống chết có số hết. Còn vì cái gì em thiếu nợ là tại do bà mê cờ bạc đề đớm á, chứ có phải tại em đâu. Nhưng mà cũng tại em, em thấy mình vô dụng lắm. Tới giờ mà việc làm vẫn chưa kiếm được nữa. Em đừng có bi quan như vậy nữa. Từ từ á, em cũng sẽ kiếm được việc thôi mà. Nhưng mà em thấy khó lắm. Anh Quân nói em là bây giờ phải có 5 triệu để làm phí xin việc. Nhưng mà em biết đào đâu ra số tiền đó. 100 ngàn em còn không có đủ nữa là. Trời đất ơi, làm gì mà có tới 5 triệu lận. Sao mắc quá vậy em? Anh nói là lúc đầu mình chỉ cần bỏ số tiền đó ra, mày mốt có việc làm, thì mỗi tháng em cũng có được 2 triệu rồi. Anh nói tại thấy em tội nghiệp quá nên mới giúp.
Nhưng mà hiện giờ mình biết đâu để tìm ra số tiền đó. Bởi vậy em mới lo. Bây giờ mà bỏ qua cơ hội này, mày muốn chắc anh không thèm giúp em nữa đâu. Thôi, từ từ rồi tính em. Vô ngủ đi. Hai tô phở của em nè. Dì. Ủa, bữa nay dì cho con một tô phở tái nha dì. Ờ, con chịu khó chờ dì một chút nha. Dạ. Dì, mấy bữa trước á, con thấy á, anh Tâm ghé phòng con Thanh nữa đó dì. Mọi người á, nấu cháo gà ăn uống vui vẻ lắm. Trời đất, hèn gì hổm rại ở nhà dì mất một con gà. Vậy hả dì? Mà dì đâu có biết là nó bắt qua nhà con nhỏ nó đâu. Bởi vậy anh Tâm á, ảnh mê con Thanh mê quá, bởi vậy đâu có nghĩ gì tới dì đâu. Dì đã cấm cản như vậy rồi á mà ảnh còn lén qua nhà con Thanh nữa chứ. Được rồi, lần này á nhất định á con nhỏ nó biết tay dì. Dì quyết á không để yên đâu. À, bữa đó đó dì còn có tụi con Thơm nè, con Nụ nè kéo qua nhà ăn uống nữa. Mà cái phòng đó hen, mới có thêm một đứa nữa, tên là... À đúng rồi, tên là con Khánh. Mà cái con này á nghe đâu dạo trước nó đi bán bia ôm á gì. Trời đất. Ừ, bởi vậy con Thanh á, nó chơi toàn với cái lũ không có ra gì hết trơn á. Sao mà thằng Tâm nó không nghe lời gì chứ? Bao nhiêu là con gái tốt, nó lại không chịu. Ê, em nó đẹp mày. Cửa đây. Ừ. Em ơi, mới sáng sớm mày đi đâu vậy? Hả? Em đi tìm anh hả? Anh là người đẹp trai nhất khu trọ nãy nha. Đi mày. Ai vậy? Chờ chút đi. Bội quá, mới sáng sớm gõ cửa rồi. Anh. Em hả? Dạ, anh đói chưa? Em mua đồ ăn sáng cho anh nè. Ừ. Anh ăn đi cho nóng. Thắm nè. Dạ. Em thấy anh yêu em nhiều như thế nào chưa? Vì em á, anh làm tất cả. Ngay cả chia tay với con Mai để mướn căn phòng này nè, là anh vì em đó. Thẩm. Dạ. Hay là em qua đây ở chung với anh đi. Không được đâu anh, chị Lan nhất định không cho em đi đâu. Em á, chỉ biết sợ chị của em thôi à, có khi nào nghĩ tới anh đâu. Mà em nè, anh vừa mới gọi điện về nhà. Má nói ba anh đang bệnh nặng. Em có tiền không? Cho anh mượn đi, anh gửi về nhà. Tuần này anh kẹt quá. Nhưng giờ em không có tiền. Bao nhiêu tiền dành dụm lúc trước á, em đã đưa hết cho anh rồi. Vậy em coi chị em có tiền để dành không? Có thì mượn đỡ đi, rồi mai mốt mình sẽ trả sau. Em sợ chị sẽ không cho. Chẳng lẽ giờ em thấy ba anh chết em không giúp sao? Không phải, em không có ý đó. Em yêu anh á, thì ba của anh cũng là ba em mà. Anh không biết đâu. Em làm sao thì làm. Lúc trước anh sống chung với Mai á, có bao giờ cô ấy để cho anh lo lắng chuyện này đâu. Thôi được rồi, từ từ đếm tính mà. Nè, anh ăn sáng đi. Ăn đi anh. Em ăn chưa? Em ăn rồi anh. Ê, bữa nay được nghỉ mà không đi đâu chơi hết hả mày? Trời, ở nhà chán chết đi được. Thôi, lâu lâu mới được nghỉ một ngày, ăn ngủ cho sướng.
Với lại á, mày còn có bồ chở đi, còn tao á đi với ai được. Em không ngờ luôn đó. Ừ. Trời, đồ ăn ở đây công nhận mắc ghê luôn á. Mắc hơn dưới quê luôn á chị. Mua có chút xíu à. Tiền ơi là tiền. Trên đây á giật giá leo thang mà em. Bị sao đửa dưới quê. Chán quá mẹ. Nhỏ mới đến đó nhìn đẹp quá mày. Chứ. Trời ơi, tao nghe đâu lúc trước á, nó làm gã bị ôm đó mày. Nó làm chung với tụi con Hiền ở kế bên đó chứ đâu. Vậy chắc nó cũng không vừa gì đâu. Chứ làm sao. Mà sao ngộ lắm mày ơi. Cứ mỗi lần nhìn thấy con đó là tao khó chịu trong lòng dễ sợ luôn á. Hình như á, nó muốn đeo theo thằng bồ của tao hay sao á. Thôi đi. Nói người ta thì mày phải coi lại thằng bồ mày đi. Chứ tao thấy thằng đó hả, nó mà nhìn thấy gái là tum tướp à. Cái con này. Thằng à, tháng này mày còn tiền không? Cho tao mượn chút đi. Hết rồi. Lúc trước á, có bao nhiêu tao nghe lời mày cho con Nguyên mượn, rồi nó trốn luôn. Tới giờ tao vẫn còn mắc nợ nè. Tao còn chưa có nói mày nữa đó. Trời ơi, chuyện qua lâu rồi mà nhắc hoài à. Mày không có à, thôi tao xin bồ tao. Biết mày giỏi rồi. Tài sinh tiền đàn ông á là bẩm sinh của mày mà. Ê, cái con kia, mày đang nói gì kỳ vậy hả? Tao xin tiền bồ tao chứ bọn ăn trộm ăn cắp của ai đâu mà sợ hả? Cái đồ vô duyên. Thank you.